Rồi, em xin chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì tiếp theo hôm nay em lại lên sóng một con quen pha nhỏ anh em nhé. Con này 203 máy móc zin dần chân dần áo đẹp. Đó, máy móc êm mái nhẹ nhàng anh em ơi. Anh em coi kỹ chi tiết tổng thể nhé. Em rồi sau đó em sẽ đi chi tiết thì toàn bộ xe. Đó, nói chung là form dáng đẹp anh em ơi. Máy móc zin, xe thì nói chung là cũng có giảm sút nhẹ anh em nhé. Xe cũ thì không thể nào tránh khỏi được. Con này giá mềm 17 triệu, giá còn bớt. Đấy, nếu mà anh em mà có nhu cầu thì liên hệ nha. 60M3 anh em ơi, con này viện còn 4 số anh em ạ, 9749 17 triệu, còn thương lượng. Bây giờ anh em nghe tiếng máy trước nè. Anh em nghe tiếng máy trước rồi rất là êm đúng không anh em. Đấy, rất là êm luôn nha. Đấy thì máy móc êm ái nhẹ nhàng, tem thông số đầy đủ hết, 203 còn nguyên gấp. Bô bọng nha, thì nói chung là bô này nó hơi lỗi một xíu rồi tí em quay sau anh em ha. Còn cái chất xe thì thực sự mà nó là khỏi bàn. Máy rất là ngon, con này máy rất là ngon. Êm, êm như chó thở đấy. Rồi áo nè, áo sống tem bọng này còn rất là đẹp nha mọi người. Còn rất là cứng, nhìn chất xe còn rất là cứng. 17 triệu thôi, 17 triệu này giá còn thương lượng. Con này thì nói chung là cái bô nó bị mục cái bô xíu anh em nhé. Bô này nó mục đó, thì nói chung là có cái lỗi gì thì em cũng quay hết nha anh em, để tránh trường hợp ví dụ anh em lên coi xe rồi lại kêu là sao không quay cái này không quay cái kia, rồi cái xấu thì bỏ đi, cái đẹp thì quay ra nha. Đó, nói chung là có cái gì cũng quay hết cho mọi người để gói nhìn cận cảnh nhất. 17 triệu anh em nhé, nói chung là giá cả còn bớt cho anh em á. Anh em thiện chí thì anh em cứ gọi thôi, chứ còn xe cộ bên em thì thực sự mà nói thì em quay chi tiết rồi anh em ạ. Đó, mỗi ngày quay, thường thường hồi xưa quay là quay một lần, quay mười mấy chiếc thôi, quay toàn bộ luôn, mà bữa nay là quay một chiếc một thôi. Nói chung là nó rất là mất thời gian, nhưng mà anh em mà có nhu cầu mua xe thì thực sự là coi được hết anh em ạ, coi kỹ được hết. Ví dụ em sơ lược hết tất cả mọi thứ anh em nhìn nhận. Tại vì khi mà em quay vô thì nó cũng rất là thực tế rồi. Anh em nhìn nhận thì mọi thứ nó cũng rất là ok nhá. Chuẩn chỉ cho anh em luôn. Cái nào giảm tốt thì bên em nói giảm tốt, còn nào mà mới thì thay mới, nói thay mới cho anh em luôn. Đấy, anh em đến xem xe là ưng cái là nhìn thấy đúng đó là cọc là xuống tiền là lấy xe về thôi, chứ không phải đến mất thời gian nữa anh em ha. Đấy, thì bởi vậy nên là bên em mới quay một từng chiếc một. Đấy, để phục vụ tất cả mọi người. Áo sống tem bọng thì con này đạt được nhé mọi người, không có vấn đề gì hết á anh em, là nó rất là bóng bẩy. Con này anh em rửa ra nó rất là bóng bẩy, còn dàn chân thì mấy cái này thì có dặm anh em nè. Đó, cam đồng niền thì nguyên thôi, thế còn cái phuộc này thì có dặm nha. Mấy con này thì nếu mà không có dặm mà nó còn đẹp á, thực sự là xe cọp nhá. Xe cọp thì không có giá 17 triệu đâu anh em, nó phải hai mấy 20 triệu. Đấy là nó thật với anh em nhá. Chứ còn mấy cái này thì chắc chắn là lâu chạy một thời gian này. Xe cũ à, mưa gió đồ anh em, nhiều khi anh em về anh em kỹ, nhưng mà 4-5 năm là nó cũng sẽ chóc ra anh em ơi. Xe nào cũng vậy à, xe mới bây giờ cũng vậy anh em ơi. Sơn của nó mà đi phơi mưa, phơi nắng, phơi gió rồi chạy đồ này kia nó cũng bong chóc ra nha. Nên là cái đấy anh em mình bỏ qua được ha, không vấn đề đó. Còn anh em mà muốn chọn xe đẹp có hết anh em ơi, nó giá nào cũng có hết á. Vấn đề là khi mà chọn xe đẹp thì chắc chắn là cái giá tiền bỏ ra nó rất là cao. Còn bên em thì lấy mấy dòng bình dân thôi anh em, quay nhỏ bây giờ tầm 16-17 triệu thì nói chung là nó bình dân rồi anh em ơi. Đấy, giá chung nha, giá chung nha. Máy móc đẹp anh em ạ, máy móc máy rất là sáng và sạch luôn, máy móc riêng cho anh em. Lốc này Honda ha, Honda chỉ công nhiều loại lắm nha, 23, 24 đùm lum hết rồi. Con này thì sườn xám anh em nhé, con này thì sườn xám, đời này thì 203, con này sườn xám. Nói chung là áo này, con này thì cục máy êm nhá, cục máy chắc chắn với anh em là rất là êm. Áo sống là rất là đẹp. Con này anh em nào mà ưng là rất tiền thôi chứ không có vấn đề gì hết á.
xe rất là ngon rồi, nhìn tất cả mọi thứ của con nó rất là đẹp rồi. Áo sống tem bọc, xe cũ à, không thể nào mà chẳng gọi là dọn tốt tất cả mọi thứ ha. Thì bên em mang xe về thì nói chung là cũng phải dọn dẹp lại tất cả, hoàn thiện hoàn hảo. Thì anh em mua về là chỉ việc chạy thôi nha anh em. Còn nếu như mà anh em mà muốn mua về anh em dọn thêm style nào nữa thì nói cái đấy là nó lại khác nữa. Còn con ví dụ như những con xe như thế này bên em bán về là chỉ việc là đổ xăng là chạy thôi. Chả anh em chạy kiến nó vẫn đẹp anh em. Chạy kiến không, con này vẫn rất là đẹp. Đấy anh em nghe tiếng máy này. Rất là êm. Rất là êm nha anh em. Thật sự mà nói rất là êm. Con này thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy. Còn con màu đỏ nữa kìa, con màu đỏ cũng là máy thật sự gọi là êm như chó thở luôn đó anh em. Cho anh em quay qua còn là xe chất không anh em ơi. Thì quay còn là xe chất thôi, để là anh em thiện chí thì anh em gọi nha. Em thiện chí thì anh em cứ gọi 0983533445 thì bên em thì có trả góp và xin xe đầy đủ. Đó, thiện chí anh em cái nào thiện chí thì cứ gọi thôi. Giá cả thì có thương lượng, giá cả còn thương lượng nữa, trả góp và ship xe đầy đủ. Xe ngoại hình đẹp nhá, con này nét chuẩn luôn. Anh em nào chơi thì con này giá mềm rồi. Giá này còn bớt nha, giá này còn bớt. Nên là thiện chí thì cứ gọi thôi. Đẹp lắm, bên em thì nhiều lắm anh em. Vài bữa nữa lên sóng con cọp kia nha anh em. 135 đó, con đó thì mở hết ra rồi để cho anh em coi được cái chất xe, chất máy. Rồi, vậy nha anh em. 17 triệu còn thương lượng ha, đời 2003. Máy móc zin, chân giày áo đẹp.